loại lắm à. Ủa cái máy điện thoại của chị đâu ta? Chị đang sạc pin rồi kia. Ờ đúng rồi, đây lấy nút luôn kìa. Ok, nói nhân viên coi tin nhắn giùm. Ê cho chị cái này la vào cái xong. La vào cái này. Hello mấy chị ơi. Hello mấy chị ơi. Thôi lấy đầm mấy chị ơi. Quần mặc màu kem còn không ta? Em. Quần lên tầng màu kem còn. Vô mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Rồi em lên luôn rồi mấy chị ơi.
đâm 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 đi mấy chế ơi. Rồi cái này em còn sai cho mình nè, mấy trái nè. Em bán cho mấy chị 150 đầu lai. Ưu tiên cho mấy chị nha. 150.000 đầu lai cái đầm này em coi nhiêu ký. Cái đầm này em còn 65kg loại mặn. 150.000 đầu lai với chị. Từ 45 đến 45 đến 50-53kg. Với lại một cái 60-65. Em sale cho mình 150.000. Đẹp lắm luôn với chị, không mua tiếc nha. Để mặc cái xe nhỏ cho coi. Ừ. 45 đến 53. Với một cái 60-65 xe 150. Trời hơi bị đẹp, 150.000 mấy chị ơi. Ừ. Bao dữ thương luôn. 150 giùm em. 150 tiền mấy chị. Ai lấy comment giùm em nha. Rồi 45-65 có sai mấy chị ơi. Ngân đại 60kg nè, ok chị có nè. 45-65 150 đầu lai. 150.000 mấy chị. Dự bán nhiều chân đầu lai. Hàng này là 300 mấy một cái đó mấy chị. 300 mấy một cái đầm này á mấy chế. Xe cho mấy chị 150. Ai lấy comment giùm em 150.000 mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em cái mấy chế. Chưa, em chưa có like quần riêng nè chị. Chưa mai em lai quần riêng cho. Giờ lai đầm đi mấy chế. Giờ xả đầm nè. Rồi 150 đi mấy chị. Bao rẻ luôn á. 45 đến 65kg 150. Lai không thông báo luôn hả? Ừ. Chị cũng không thấy thông báo luôn nữa. Vô vô mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em mấy chế. Rồi cái đầm thể thao này em xe cho mình 200 luôn mấy chị. Em còn cho mình size size 1 với size 3. Size 1, size 3 em xe 200. 1 và 3 xe 200.000 cho mình luôn. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. 150 cho anh đòn 65 em ơi. Không thông báo luôn. Nhật Thu Ngô á, đơn chữ anh chữ anh là giữ hàng em ơi. Rồi sao mà người ta nói qua lấy hàng cũng không để ra ngoài. Mà đem để ở trong gỗ ai biết đường bán. Size 1 với chị, 1 với lại 3, sale 200.000. Đang bận giùm em. Nhỏ. Size 1, size 3. Sale 200. Cái đầm đang mặc đẹp mấy chị ơi. Chữ Kenzo nha, 1 với 3 sale 200 tiền. Ai lấy comment giùm em cái với chị. 1 và 3, 1 và 3 giùm em cái ha. Xem 200 mấy chị. Đầm 1 cho Cherry May ok chị. Rồi em còn 3X. 3X là 65-70kg. Trời ơi giá hơi bị rẻ luôn á chị. 200. Ok Tăng Ngọc Thủy ok chị. 200 luôn. Lung Nguyễn em hết rồi chị. Rồi cái đầm này mấy chị, size 45-55kg, em sale cho 150.
hết 45-55 mẫu này em sale cho 150 ngàn, quá trời đẹp luôn mấy chị ơi, hàng 300 mấy 400 ngàn, 45-55 em sale cho 150 ngàn, trời ơi quá trời rẻ luôn, vừa bán vừa tặng mấy chị, 150 ngàn nha, xịn sò vô giùm em, hãy lấy comment. Rồi mấy chị ơi, cái đầm này em còn cho mình size 1 và size 4. Em sale cho mình là 200, vừa bán vừa tặng đầu lai. Còn 1 với 4 sale 200. Chị nào hôm nay fan của đầm vô, em có đầm rõ mặt luôn, mặt tết luôn nè. Đang bận nữa chị. Size 1 và size 4 sale 200 tiền. 1 và 4 nha, 200. Ai lấy comment cho em C1, C4, 200. Quá trời rẻ luôn á mấy chị. Đầm này nha, 1 và 4 mấy chị. Mặt mát sướng lắm. Hàng của em là 300 mấy đó mấy chị, sale có 200 ngàn cho mấy chị luôn. Ưu tiên nè, còn 1 còn 4 mấy chị ơi. Ai vừa 1 thì lấy, vừa 4 thì lấy nha. 1 và 4, 200. Trời, cái đầm cái chất đẹp lắm. Một với bốn mấy chị. Trời, cái này cái bộ ta. Trời ơi cái bộ nó đẹp mấy chị ơi. Bộ này rất đẹp luôn. Em vừa bán vừa tặng đầu lai luôn này. Em còn xây 1 xây 5. Bộ này em bán xây cho chị 350 ngàn. Cái bộ này em bán vừa bán vừa tặng đầu lai. 1 với 5 mấy chị, 350. Cái bộ này nó là đẹp, mà sang xịn sò sang luôn. 1 nè, 5 nè. 1, 5. Xây 1, xây 5, Dung Nguyễn 5, 350, ok chị. Không có lai bộ gì, nay lai đầm. Size 1, size 5, size 350 đang mặc. Ai lấy comment giùm em 350 nha. Bộ này mua đi mấy chị, nó đẹp, xuất sắc giùm em luôn. Không đẹp, không lấy tiền. Size 1, size 5 mấy chế 350 ngàn. Siêu đẹp giùm em cái nha. Còn mấy bộ em ưu tiên á. Hàng này là 400 mấy mấy chị. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Bé hai lê đấy năm. Áo khoác chị. Khoác nằm trong này. Rồi cái đầm này đi với chị đẹp lắm luôn. Xem một cao Quỳnh Nhung em ơi. Đầm hàng viết giùm em. Độ đẹp chưa mấy chị ơi, xuất sắc không? 45 mấy chị, từ 50 đến 70 kg em có size cái đầm này. 390 ngàn. Đẹp xịn sò đẹp luôn, đầm mặt Tết Noel mấy chị. $390 giùm em cái. 50 đến 70 kg. Trời ơi cái đầm nó đẹp. 390 giùm em. Hoa Nguyễn lấy đầm 390 ok chị. 390. Cho chị cái bút lông luôn. Rồi em còn size 70 đổ lại mấy chị ơi. 390 giùm em cái, đầm đẹp nhất nát. 50 đi. Em còn 50 đến 58. Với lại một cái size 65 70. 390 nha. Đầm này đẹp quá trời đẹp mấy chị ơi. Sang xịn sò sang giùm em cái nha. Ai lấy đầm 39 comment 390 giùm em. 65-70 kg. Còn 50-58 còn 390. Đầm caro mấy chị.
Cái mẫu này quá trời đẹp, cái chất sành sò luôn á chị ơi. Mẫu này sang là sang nha. Mặt Tết luôn nữa chị. Cái đẹp như em cái 390. Em lên mẫu làm đỏ cho mấy chị mặc. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. 410.000. Đầm này mấy chị. Xuất sắc luôn. Hiếm đỏ cực kỳ hiếm đỏ luôn. Rồi từ 50 mấy chị ơi, 50-75kg em có size. Đến 75. 410. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. 50 đến 75. Ai lấy comment cho em. 410 đầm đỏ giùm em nha. Trời ơi đẹp xuất sắc mấy chị. 50 75 410. Đỏ mặt Tết Noel đi mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn, 75 kg đó lại có size nha. 410 tiền mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn giùm em cái. 50 75 410 ngàn. Ai lấy comment đầm giùm em. Đưa cái bịch. Mẫu này đẹp mấy chị. Noel Tết mấy chị ơi. Đơn giản rất là dễ thương. Cái chất đẹp, sình sò đẹp giùm em. Thích mở nước rút thì mở được luôn nha. Tại cái này nó có ghề nút lại mấy chị. Rồi ai lấy đầm comment đầm giùm em cái. Bốn trăm mười mấy chị. Rồi đầm này em còn à, em đầm này là 450 mấy chị, em còn C1 C4 em sale cho mình giá 390 luôn. C1 và C4 390 luôn. Trời ơi sang thịnh sò luôn mấy chị. C1 C4 390.000. Ai lấy em đang mặc comment 1 và 4 mấy chị ơi, 390. Còn mấy đầm em xả luôn. 1 với 4 mấy chị. 39 giùm em. Hơi bị đẹp luôn mấy chị. Đầm cao cấp mấy chị ơi. 1 và 4 390. Chân lê giang hả? Rồi em cho, để em cho con gỡ lại. Rồi cái đầm này mấy chị, đầm này em còn size 2. Em sale 390 450 luôn, em sale 390 luôn cho mình. Nay chị nào mua được mấy cái lẻ lẻ này là ưu tiên nha. Đầm này rất là đẹp, em còn size 2 390. Size 2 390 đang bận luôn. Ai lấy comment nha. Sọc túi mấy chị, size 2 65 kg, Nguyễn Hồ 65 kg mặc 2 chị. Nếu mà chị có bụng mặc size 3. Đang mặc bao sang không mấy chị, 2X. Hoa Nguyễn lấy 2 nè. Không nha, tối nay lấy đầm chị ơi. Qua em lấy bụi rồi. Rồi cái đầm này 2X luôn. Đầm này em sale cho mình 260 còn cái luôn. Ưu tiên luôn cho hết. 2XL em sale 260. Đầm tim nè. Cực đẹp luôn mấy chị, 2XL theo 260. Rồi cái đầm xuất sắc luôn. 2X sale 260. Ai lấy comment nhiều em 2X. Này chị cái đầm đỏ quá trời đẹp. Hàng viết 410 chị ơi. Em có cho mình là Xuân Hương hả? Rồi chụp cái chị nhân viên trả lời đỏ đổi sai cho chị ơi. Đầm đỏ chị ơi 50. 50 đến 75. Nguyên hôm đầm sọc hết rồi. Có một cái à. Giờ mấy chị chờ em đi để em xem từ từ nè. Đang mặc 50 đến 75 kg em có size 410.000 cậu mấy chị coi cái chất nè. Nó đẹp xuất sắc luôn giùm em. Rồi ai lấy đỏ comment đỏ giùm em mấy chị. Đỏ đẹp lắm. Xịn sò nha.
đỡ đô mấy chị ơi. Lên form rất là dễ thương, cỡ nào mặc cũng được hết trơn. Em có size từ 50 đến 75, 410 ngàn. Cái chất đẹp, xịn sò đẹp luôn, hàng nhập đó mấy chị. Mẫu này đơn giản mà dễ thương nha mấy chị. Lập yến là chuyển khoản rồi hả? Ok chị. Ok chứ ơi. Rồi cái đầm này em rớt size 1 với chị. Em 440 ngàn, em sale với chị 400 luôn, còn size 1. Đầm màu đỏ không có bán luôn, mà rớt size 1 400. Còn một cái, size 1 em sale 400 ngàn. 50-59 ký mặc được 1. 400 mấy chị. Còn cái gì nhất? Ai lấy 400 còn anh 400 giùm em nha. 400 mấy chị ơi. Đẹp luôn giùm em cái. Rồi cái này em còn size 3. 440 ngàn còn size 3 đó chị. 440 còn 3. À, cái này đẹp lắm luôn mấy chị, 440 thôi. Còn à, còn cái một em bán cho mấy chị là 420 luôn. Size 3X 42. Rồi. Ai lấy comment giùm em ha. 3XL 420, còn một cái một duy nhất. Chia sẻ bấm like giùm em mấy chị ơi. Chia sẻ bấm like giùm em cái. Thôi bị rẻ luôn mấy chị. Chia sẻ bấm like like giùm em. Rồi cái này xe 1 dễ thương lắm nè chị ạ. Xe 1 em sale 250 luôn cho hết. Còn mấy cái bán 250 luôn. Xe 1 xe 5 250 ngàn. 1 màn 5 nè mấy chị. 1 với 5 hết 250. Rồi ai lấy em đang mặc comment. Xe 1 với xe 5 thôi mấy chị 250. Bé ai lê xe 1 ok chị. Cherry May 1. Ok chị. 250 thôi. Chia sẻ bấm like giùm em cái với chứ. Rồi em còn 5x đó chị. Em còn 5x nha. 5x cho cầm đồ hoa 250. Ok chị. Rồi quá rẻ luôn mấy chứ. Rẻ ánh bèo luôn chứ phải rẻ thường nữa chị. À, Huỳnh Thục lên em hết một rồi chị. Tại vì hàng sale giờ không có nhiều đâu mấy chị. Nên chị nào lấy thì tranh thủ nha. Trời ơi cái đầm này dễ thương không mấy chị. Một ít. Em bán cho 250 luôn còn hai cái à. Một ít eo 250. Đầm bi này em còn L với một ít. Rồi chị bé hai lê lấy một. Rồi còn một cái L nữa. 250 luôn. Bao rẻ luôn mấy chị ơi. Em còn cái L nữa nha. Trăm mười năm ít vừa chị Tiết Nhung. Bên em là chất co giãn mạnh nên chị yên tâm. Rồi cái này xe 3 đó chị. 440 ngàn. Em xe 400 luôn. Cái này là Gucci à. Màu à. Màu rêu nữa chị, đẹp chưa? Mẫu Gucci rêu size 3, 65 70 kg mặc. Em sale 400 ngàn, còn cái. Ai vừa 3 thì lấy 400. 400 đó chị ơi. Trời ơi cái này nó đẹp lắm luôn rồi chị. Còn mấy cái à, chị nào chưa có hốt liền. Cái này còn luống size 5 nè, nó đẹp dễ mang. Cái này là 450 đó chị, 450 size 5. Tăng Ngọc Thủy xe 3 400. Rồi em hết nè. Nè mấy chị cái đầm này xe 5 450 đẹp lắm. Ai vừa 5 thì lấy. Duy nhất xe 5 450 ngàn duy nhất xe 5. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái đầm này, cái đầm này có kèm nịch luôn cho mình nha. 75 80 kg mặt 5.
Em còn duy nhất một cái size 5 thôi. Làm này hỏi xưởng mà không có, mấy chị khách đặt quá trời luôn. Mẫu này nó là cực kỳ đẹp, sang nữa. 5X 450 mấy chị. 5XL 450.000. Trời ơi, bao sang luôn mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp cái đầm này luôn. 5XL, ai vừa 5X thì lấy nha. 450 size 5. Bao đẹp. Còn có đúng size 5 thôi. Rồi cái đầm rino nè mấy chị. 50, 55, 56 kg bận nha. Cái đầm rino này là giá là 47, 48, em xe cho 300. Ai vừa lấy. Cái đầm rino này đẹp lắm luôn. Ba trăm xe nhỏ, 45 đến 50, 55 kg. Đầm riêng 300 giùm em. Ai lấy 300 comment 300. Đẹp chưa? Thôi dễ thương, đơn giản mà đẹp lắm. 300 thôi mấy chị. Còn hai cái nhỏ. Ai vừa lấy nha. 300 tiền giùm em. Rồi cái đầm này đi mấy chị, xe 4 250.000. 4XL 250. Ủa cái đầm này của chị kia mới xả em. À, rất là đẹp luôn đầm nón. 300 mấy mới, 350 bữa bán nó gì sale giờ 2,5 luôn. 250 size 3. Size 4 chứ lộn, 4X. 4X 250 giùm em nha. 4XL 250.000 đầm nón thể thao. Tân Ngọc Thủy 250 ok chị. Đầm bi này đẹp đó chị, xe 1, xe 5. Xe 1, xe 5, xe 400. Cái đầm bi này đẹp nhất nách giùm em, 450 nha, xe 400 đầm bi. 1 với 5 là hết. Xe 1, xe 5, 400.000 kèm nịch. Một với năm mấy chị, 400 kèm nịch giùm em. Trời ơi, cái đầm quá trời đẹp. 1 và 5, 400 kèm đầm này nha. Hơi bị đẹp luôn mấy chị. Xe 1, xe 5, 400. Thu Hương Nguyễn lấy 1. Rồi em còn 5 mét nha. Không, chị Thu Hương này hả, đừng lấy em ơi. Hay trả ship kìa. Rồi. Rồi đầm này đó chị. Đầm này em còn xe 1. Em sale 250.000 xe 1. Xe 1. Xe 1 à. Còn đúng xe 1 250 thôi. Đầm nâu này còn đúng xe 1 với chị ơi, 250.000. 250. Ai lấy comment giùm em nha. Bao đẹp sừng sò luôn, 250 thì em mới chết. Hai rưỡi. Xe dột cho Dung Lê 2,5. Ok chị. Ai lấy, trời cái đầm này quá trời đẹp luôn á chị ơi, cái chất đẹp lắm. Xe 1 với chị 250. 250.000 giùm em gái. Này em còn 1,2. 1,2 260 thôi mấy chị. Quá trời đẹp. Xe 1, xe 2, 260. Xe 1 và xe 2 260.000 cho mình luôn. Nè cái chất này mấy chị. Xe 1, xe 2, 260.000. Ai lấy comment giùm em. Cái đầm này quá dễ thương. Trời ơi, 300 mấy một đầm đó mấy chị.
Nhà em xe quá trời rẻ luôn á. Rồi Dung Lê là xe 226. Rồi em còn 1 thôi mấy chị. Em còn xe 1 nha. Ai lấy 1 còn bên 1. 260. Rồi cái đầm này thằng sale rớt cái nè mấy chị. 50 đến 70. 50 70 đầm này. Để em coi 70 vừa không nha. 50 65. 300 mấy 400 nè. Em sale cho mình là 250. Rất đẹp và sang luôn mấy chị. 250.000 nha, 50 đến 65. Còn mấy cái 250. Rồi cái chất cũng đẹp xuất sắc các chị, 250. Bao rẻ luôn giùm em cái. À Jeremy 250 xe 1, ok chị. Lê Tho nhiêu ký chị ơi? Mộng Tiền Nguyễn 60 ký nha. 65. 65 hả? 250. Chị Mộng Tiền Nguyễn 65 hả chị? Lê Tho nhiêu ký chị? 65 cho Bảo Thiên luôn. Mộng Tiền Nguyễn 250 nhiêu ký chị? Em có cho em số ký cái. Quệ Trang xe 1 250. Lê Tho xe 1 luôn. Lê Tho xe 1. Không chị Hầm Lê không có. Nè cái bi này, cái bi này dễ thương nè chị, xe 1. Cái bi này em xem với chị 39 luôn. 400 mấy mới bán. 390 xe 1. Xe 1 và xe 3 390 thôi. Dễ thương không? Xe 1 và xe 3 390. Ai lấy comment cho em 1 với 3 390 giùm em. Siêu đẹp quá chị ơi, 1 và 3 nha. 390.000 xe 1 xe 3. Thì đẹp luôn á. 1 với 3 390 giùm em cái. Rồi cái mẫu này siêu sang luôn nè mấy chị. Size cho mấy chị từ 45 đến 75 kg. Em sale 220. Trời ơi cái đầm này bao giá luôn mấy chị ơi. Ta bán đang bán cái gì 38 39. 220 mấy chị. 45 75 em có size. Đầm đang mặt xanh. 220.000 cái chất đẹp giả mang luôn á. Xanh 60 cho Mộng Tiền Nguyễn là 220. Đầm len hả? Đầm len chưa mai đi chị. Chưa mai em có. Rồi đang mặc đó mấy chị, sale 22. Cái chất đẹp xuất sắc. 45 75 kg em có size 220.000. Ai lấy 22 comment 22 giùm em nha. Thì đẹp luôn mấy chị. 225 cho Minh Châu ok chị. 220 bao rẻ luôn mấy chị ơi. Cái chất đẹp thành sò đẹp nha, 45 đến 75 kg 220. Hồng Lê là 70 kg ok chị. 220.000. Bao đẹp giùm em. Rồi cái đầm này mấy chị. Đầm này em rớt một cái nè. Xe này là 57kg loại mặt vừa. 50-57 em xe mấy chị 170. À, Diệp Lê là 54kg ok. Đầm em đang cầm nè. 50 220 là chẳng thì bích. 50-57kg em sale cho mấy chị 170. Rớt một cái 170. Mấy cái này ưu tiên nha mấy chị, size nhỏ nha. Ưu tiên size nhỏ. 170 cho Trần Bích nè, ok nè. Rồi cái này á, em còn 65kg lại. Em sale cho mình 200. Cái sọc này em còn 65 nữa lại, sale 200. Còn ưu tiên cái luôn. Sọc 65, 200. 60-65 ký mặt 200. Cho Mộng Tiền Nguyễn luôn. Rồi cái chị Rupp Rầy này mấy chị 200 luôn. 60-65 200 luôn. Đẹp chưa? 60-65 hồng 200 luôn.
này là hàng lẻ. Rồi cái này mấy chị 50-56kg bằng 200 luôn. Mã số 2 200. Mã số 2 nha. Mã 1 200 rồi, mã trước á. Mã 1 là 60-65kg 200. Mã số 2 là 50-58kg mặt đường 200. Mã 2 50-58 200. Mã số 3 50-58 200 luôn. Trời ơi đẹp mấy chị ơi. 50-58 200 mã 3 luôn. Ai lấy comment. Bao đẹp luôn mấy chị. Rồi cái đầm này mấy chị. Đầm này em còn 145 440.000. Trời ơi cái đầm này đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Xe 1, xe 4, xe 5 440. Cái đầm này đẹp xuất sắc luôn. Xe 1, 4, 5 nha. Đầm khối u xì mấy chị 440.000. Xe 1, xe 4 và xe 5. Đẹp quá trời đẹp mấy chị ơi. 440 mấy chị. Mấy chị không thích đầm hả? Tối nay mấy chị không thích đầm hả? Thích đầm nó qua bộ qua áo cho. Đầm này mấy chị 390. Trời ơi cái đầm nó đẹp mấy chị ơi. Sang ơi là sang. Cái chất gì dặn đẹp xịn sò. 50-75 390. Em đang mặc. Ai lấy đang mặc comment đang mặc 390 mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc giùm em nha. À Quý Hà, bao nhiêu ký chị Quý Hà? Cho em số ký của chị coi. Rồi đang mặc đó mấy chị. Cái đầm đang mặc quá trời đẹp mấy chị ơi. 390 nè. 50-75 390. Cái đầm này hơi bị sang luôn nha. Hàng VIP mấy chị. Trinh Lê đang mặc 65. Ok chị. 39 giùm em. Quý Hà 45kg. 45kg mặc rộng. Cái đầm đó rộng chị ơi. Cái đầm em đang mặc là 70 thôi. 70-72 đủ loại nha. 75kg mặc ơn. Rồi Trinh Lê nè. Trinh Lê 65. 63 cho Nguyên Lê. Rồi Bảo Thiên lấy đang mặc 390. Cái đầm này đẹp đó chị. 390 giùm em cái. Hơi bị sang sần sò luôn. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền. Chị ơi 75 cái này mặc ơn. Chị Minh Châu ơi. Đẹp quá trời đẹp cái chị. Chị Loan nè. Chị Loan 65. Ok chị. 390 mà em đang mặc. 50-72kg mấy chị ơi. 60 cho Dung Nguyễn nè. Ok chị. 390 giùm em cái. Vòng 100. Nói chung là cái này là co giãn mạnh. Mấy chị cái vòng 1 mấy chị. Cái vòng 1 mấy chị yên tâm. Không có không phải bàn. Nó là co giãn mạnh nha. Tiết Nhung là 75kg ôm chị ơi. Rồi đang mặc với chị ơi. Rồi chị Tiết Lan nè 70kg nè 390. Ok chị. Đầm đẹp lắm mấy chị. Cái chất khỏi bàn. Rồi em không có chưa có lấy chị Tiết Nhung nha. Rồi ai lấy em đang mặc comment. Tình sò đẹp luôn á. Mà nó dễ hơn mấy chị. Cái chất quá trời đẹp. 50kg cho Thư Lê nè. Ok chị. Lộn sai. Mấy cái size 60 đó. Size 60 trả. Em lấy rồi.
Rồi cho chị Thư Lê là Như Ý Nguyễn nè. Như Ý Nguyễn có 60 cho Nguyễn Nga có. Nguyễn Nga 60 nè. Anh Đoàn 65 nè. 390. Tiết Lan em chốt rồi chị. Rồi ai lấy đang mặc comment giùm em ha. Làm đang mặc đẹp quá trời đẹp quá chị. 390. Đẹp xinh xò đẹp giùm em cái. Bảy mươi hai kg có xanh. Chị ơi, rồi cái mẫu này 45 mấy chị, 45, 75 mẫu này có size. Mẫu này là 390 luôn. Thấy cái đầm này chất, trời ơi, trần sò đẹp luôn á chứ. Cái đầm này đẹp lắm. Rồi đang mặc đó mấy chị, 50, 75, 390, 45, 75 ký, mặc vừa, 390 ngàn. Đẹp giùm em nha. Một cái chất của nó đẹp quá trời đẹp mới chơi. Ai lấy comment giùm em. Đang mặc rất là dễ thương. Hoa Nguyễn 390. Ok chị. Hoa Nguyễn nè. 390 tiền. Đầm năng mặt, đầm bi mấy chị, đầm bi nơ. Siêu dễ thương giùm em cái nha. 390. Bi nơ. Cái chất này đẹp lắm luôn. Hàng xịn đó mấy chị. Ai lấy em đang mặc cầm anh. Rồi đầm đỏ đó mấy chị. Đầm đỏ siêu đẹp nha. Bốn mươi lăm mấy chị. Trời ơi nó đẹp xuất sắc không. 45, 75 em có size. Đầm này em coi giá nhiêu. 390 luôn mấy chị. 45, 75, 390. Mẫu trước 45kg vừa không? Vừa luôn chị. Vừa chết. Đang bận 45, 75. 390 giùm em đầm này. Trời ơi đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Đẹp nhất nách giùm em ra. Quanh đòn ok chị ơi. Anh đòn 65. Đỏ mặt Noel mặt Tết đi mấy chị. Đẹp lắm. 390. Rồi Bảo Thiên lấy đỏ xe 2 luôn. 390 ngàn. Ngọc Thảo lấy. Ok chị ơi. 65 cho Hiếu Nguyễn luôn. Ok chị ơi. Hiếu Nguyễn 65. Hiếu Nguyễn 65. Trinh Lê 65. Ok chị ơi. Tâm Tịnh 57. 390. Trần Thị Bích L. Ok chị. 39. À Nhung. Nhung Hồng ok chị. Hoa Nguyễn ok. Ngọc Trân Lê Giang. Ok chị.
Chứ đỏ này quá trời dễ thương và đẹp. Ai lấy comment nha. 45 đủ lên là có size mấy chị. Hai túi hai bên. Có 390, chất đẹp xinh xò. Em đang mặc size nhỏ nhất. Rồi ai lấy em đang đọc comment nha. 390 mấy chị. Này hàng bán Tết đó mấy chị. Mẫu này bán Tết đẹp. Mấy chị mặc Tết rồi đó. Cực kỳ đẹp nha. Rồi ai lấy đỏ comment đỏ giùm em nha. Chia sẻ like bấm like giùm em mấy chị ơi. Rồi chị Phạm Nga nè. Ok chị ơi. Mai Nguyễn nè, ok chị ơi. 390. Mai Nguyễn. Rồi em có lấy gì chị rồi. Rồi đem đi chị. 390 luôn. Đen thì 50 với chị. 50-75. Ai lấy đen còn anh đen giùm em nha. 70-72. Rồi đang mặc rất là đẹp. Chỗ cái chất của nó đẹp lắm luôn mấy chị. Chất đẹp lắm. Đỏ cho dở hương ok có. Dở hương vừa. Mua đi mấy chị, màu đỏ hiếm lắm luôn á. Em đặt bữa giờ mới có đỏ. Rồi đang mặc mấy chị ơi, 50. 50 đến 72 kg còn vừa. Cái này có mấy size lớn? Có đúng 4 cái size lớn. Cái chất đẹp xịn xò mấy chị. Chất xịn xò đẹp luôn á. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền, 390. Rồi ai lấy em đang mặc comment đen nha. 390 mấy chị. Cái chất đẹp trước mắt chị mẹ. Tiền 70 kg. Mặc cái máy. Hàng này mặc thứ hai chị. Chứ cho em số ký đi. Tại nó đi khác không thường. Nè cái mẫu này dễ thương quá chị. Rất là dễ thương luôn. 50-75 kg. 50-75-410. Siêu đẹp luôn á chị. 50-75-410 nghìn. Đang mặc. Nhận hàng chất không đẹp, không lấy tiền mới chết. Đang bận 50-75-410 nghìn. Cái chất nhất nách luôn. Xuất sắc, đẹp. Ai lấy em đang mặc comment nha. Kiều Lê đang mặc 70. Ok chứ. 410 nghìn. Đen trước size 2 cho Đinh Hạnh. Ok chị. Rồi ai lấy em đang mặc comment nha. 410 mấy chị. Siêu đẹp luôn giùm em nha. Cái đầm này chất đẹp quá trời đẹp. Đen 45 kg, 390. Kiều Lê lấy đen trước, xe lớn luôn. Rồi đen mặc đi mấy chị. 45-75 có size đang mặc. Đang mặc 410 luôn. Họ
ngồi rất là đẹp luôn á chứ. Lá mặt đỏ nha, 410. Cực kỳ xinh luôn á chị. Này cho mấy chị mặc Noel, mặc Tết nữa chị. Nó đẹp, xuất sắc giùm em nha. Ai lấy comment. Từ 45 á vậy đến 75kg mà. 410 giùm em. Hoa Nguyễn 410. Trời, cái mẫu này quá trời đẹp luôn á. Mẫu này có mấy cái mà chị không có nhiều. Cực kỳ xinh nha. Mặc lên là xinh liền, mấy chị hơi cái màu trắng nó lên hơi bị chá. Đẹp lắm. Thí Diễm là 62. Ok chị. Rồi ai lấy em đang mặc comment. 410 mấy chị ơi. Nguyễn Thảo luôn. Ok chị. Ai lấy đang mặc comment nha. 410 tiền thì em ra. Nó đẹp xuất sắc quá chị. Cái chốt của nó là đẹp tình sò đẹp luôn. Rồi đen em có một ri một luôn. Đen có một ri luôn. Bốn mươi lăm bảy mươi lăm luôn. Đen mấy chị. Đen một ri một. Đẹp nhất mắt luôn. Rồi ai lấy đen còn anh đen giùm em nha. Đen mấy chị ơi, đen. Đúng trong người đen. Hoa Nguyễn lấy đen em. Long Dương sao bơm hàng bên em vậy? Giao tới lấy áo cũ ra. Đo rộng hơn một tí không nhận trả về. Chỉnh cốt. Hả? Nó lên vậy chị. Tầm màu. Rồi chờ em xíu đi. Hộp như hộp, họa tiết nó khác nhau chị. Rồi 50-75 cái này mấy chị. Mẫu này cực kỳ thịnh thò luôn, 50-75 nha. Cái chất đẹp lắm. Rồi ai lấy đang mặc comment giùm em nha. Mã này là 39 mấy chị ơi. 390, rồi em lên mẫu này thôi, em qua màu khác cho mấy chị nè. Đây, đang mặc sang lắm mấy chị. Ba chín mươi, trời ơi, cái mã này dễ thương mấy chứ. 50-75kg. 390 giùm em một cái nha. Đang mặc cái tay lên xích ly đẹp. Lên phối hồng cho mình. Phối hồng cũng 39 luôn. Đẹp không? Sành sò luôn mấy chứ. Mẫu này 50-75 luôn á chị. Trời ơi, cái mẫu này dễ thương quá chị ơi. 50-75, 390. Mẫu này siêu đẹp luôn giùm em cái nha. 50-50-75, 390. Cái chất đẹp lắm á chị, lo mặt hồng luôn chứ. Mẫu này phối hồng đẹp xuất sắc luôn. Ai lấy comment nha. Phối hồng đẹp quá trời. 390 mấy chị. Đỏ 410 cho Ngọc Thảo. Ok chị ơi. Rồi chị Loan đang mặc 65. Ok chị. Mẫu này đẹp quá trời đẹp. 75kg mặc dùm em mẫu này nha. 390 rồi mấy chị. 75 cho Dung Quỳnh. Ok chị. Mẫu này đẹp xuất sắc dùm em cái. Cái chất đỏ mấy chị ơi. Nhận hàng cái chất không đẹp không lấy tiền.
đẹp lắm luôn á. Cái mẫu này đẹp, cái chất đẹp phần sò giùm em. Rồi mỏng tôi nghĩ là 60 kg. Bảo Thiên nè, ok chị, 390. Bà ngoại thì tên 64, 390. Rồi cái đầm hả, cái sịn đó là sịn luôn, cái chất đẹp xuất sắc, cái chất đẹp nhất nách. Cái nhã này cái chất đẹp lắm đó chị. Cam em còn 70-75, mấy chị có ai lấy cam comment cam. Cam có đúng 2 cái 70-75 cam. Cam đúng 2 cái, ai lấy cam comment cam. Cam đến chị 70-75. Thích mặt rộng rãi, 68 kg mặt cũng vừa nha. Màu cam đúng 2 cái hết, 390 cam. Rồi cái đầm beo đó mấy chị, beo đá đẹp lắm luôn. Beo đá anh em xe 34 cho mình luôn cho hết. Cam cho Bảo Thiên ok chị. Beo đá anh xe 304 xe 2. Màu hồng cho dở hương ok chị. Ta dở luôn. Trời ơi, nhận hàng cái đầm thấy cái chất không đẹp không lấy tiền. Rồi đang mặc đó mấy chị, 34 C2, C3, C2 C3 mấy chị, C4, 1 2 3 4 mấy chị. Beo 2 cho Nguyễn Hoa ok chị, 1 2 3 4 giùm em nha, 304. Hồng chị gió hương lấy rồi, hồng lấy rồi chị. Chị Phụ Nguyễn bao nhiêu ký chơi? Rồi Phụ Nguyễn lấy hồng là 65 kg đúng không? Rồi ai lấy đang mặc comment nha. 1 3 4 mấy chị hết rồi. Ok chị. Rồi xe 1, xe 3, 4, beo 340. Beo 340 ngàn. Đông Dương làm sao em? Nói chung là mua này à, áo rộng quá trả tiền ship là cái áo đó có rộng không? Như ta trả mấy lần, chỉnh có nhiều lần. Rồi cái này mấy chị, anh lời với 1 em sale rẻ cho bận luôn. L một em xem 250 ngàn. Là em chỉnh hay ai chỉnh? L với 1 với chị 250. Rồi ai lấy em đang mặc nha. L và 1X 250 ngàn mấy chị ơi. Xem cho mấy chị. Xem L với xem 1 xem 250. 250 giùm em. Ai lấy comment. Này cái đầm này. Đầm này em còn 2 cái đẹp lắm. Em xem 190 kèm nịt là mấy chị. 45-55 kg 190 kèm với nịt đẹp. Còn đúng 2 cái nhỏ. Ai nhỏ thì lấy nha. 190 kèm nịt. 45-55 190 giùm em. 2 cái.
Cái đầm bi này đẹp quá chị ơi, C3, C5. Đầm bi em còn 3 năm nha. Đầm bi nè mấy chị, em còn 3 với 5, em xe 400 luôn cho hết. Đầm bi C3, C5 bán 400 tiền mấy chị. Ai lấy 400 cùng anh 400 bi giùm em. 400 mấy chị ơi. Bi 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 nha. Tầm là 450 đó mấy chị, xe 400 thôi. Xe 3 với xe 5. Bi 5 chứ là tâm thiện nè, ok chứ. Mình được lên mẫu trước còn không? Mẫu nào chị? Mẫu trước là mẫu nào? Mẫu 39 hay gì? Rồi em còn xe 3. Rồi em lên mấy cái đầm cao cấp cho mình. Cái đầm này dễ thương ơi, dễ thương nữa chị. 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. 4.3. Thằng này bán chị 4.3 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 4.3. Hôm nay em lấy đầm nữa mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. 430. Trời ơi, cái đầm này đúng dễ thương luôn mấy chị ơi. Đúng dễ thương luôn mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5 430.000. Bán cho mấy chị, hạ giá cho mấy chị luôn cho hết. Nó xích ly mấy chị, hàng VIP á, dễ thương lắm. 430 giùm em nha. Mẫu này bao đẹp. Cái chất đẹp xịn sò. Dầm nơ. Size 1, size 2, size 3, size 4, size 5, từ 50 kg đến 80 kg mấy chị. 430 mấy chị, xích ly nha. Rồi ai lấy đầm nơ xích ly comment. Rộng chưa? 45 mặt rộng nữa. Đỗ Phương. Đỗ Phương á, mua hàng cũng không có. Bên mua xong rồi chốt đơn nói là không có đặt, không có nhớ gì tùm lum hết trơn. Nhưng cũng có bán chưa. Rồi mấy chị đang mặc size 2. Rất là đẹp luôn. Em còn size 2, size 3, size 5. Cầm này em xe cho mấy chị 350 luôn cho hết. Xe 2, xe 3, xe 5, 350. 2, 3 và 5, 350 ngàn mấy chị. Dễ thương không? Ai lấy comment nha. 2, 3 và 5, 350 ngàn thôi. 400 mấy mấy chị, xe có 350. 2, 3, 5. Ai lấy comment giùm em cái. Rồi mẫu này 55, 65 kg mấy chị. Ưu tiên cho mình luôn, vừa bán gì chị Ân hôm nay luôn. Bán với chị 190. 190 luôn mẫu này. 55, 65, 190. Chia sẻ like dùm em mấy chị ơi. 55, 65, 190 ngàn. Ai lấy comment liền nha. Bao rẻ luôn. Đầm sọc 190 mấy chị. Độ cái chất nhấn nách được luôn. 190 giùm em cái. Bán cho Đỗ Phương đi hả? Là chị đó làm sao chị? Tại nhân viên em nó lưu gì nè chị. Đặt hàng nhiều lần nào cũng không nói, không nhớ nói, không có đặt, xả tới xả lui. Là sao chị? Là em chị hay là dòng họ chị vậy? 65 vừa nha. Phí hàng đầm 190. Cái này em bán vừa, em vừa tặng cho mấy chị á. Tại view này tụt quá nè mấy chị. Trời ơi sao view tụt lúc vậy. 55, 65, 190 sọc. Cái chất đẹp lắm mấy chị. Khỏi bằng bàn. Hàng này chưa sale là 300 mấy một cái đó mấy chị. Giá em bao rẻ luôn á. 190. Sọc trắng giùm em nha. Siêu đẹp giùm em cái. 190 ngàn. Đi ngay tục lúc vậy.
sập cho Nguyễn Hoa 190. Ok chị. Rồi đầm này mấy chị. Sập không quá to chị Tâm Thiện ơi. To giờ chỉ có hàng cao cấp thôi, 68 không vừa Tăng Ngọc Thủy. Hàng cao cấp bây giờ tốt trăm mấy cũng có, hơi to. Rồi đang mặc mấy chị, sale 250. 250.000 sale 1. Sale 4. Sale 1, sale 4 nè. 134. 134 mấy chị, 1234. À, Dương Thanh Tâm là giao hàng em ơi. Dạ, dạ. 1, 2, 3, 4 đang mặc với chị 250. Có 5 luôn, có đang mặc có 5 luôn. Tâm Thiện có lấy 5 không? Đang mặc em có 5 luôn á. 250 thôi mấy chị. Tâm Thiện 4 hả? Cái này em có 5 luôn nè. Em có cái 5 đó. Còn 2 cái 5 nè. Tâm Thiện lấy 5. Ở đâu dưới. Đó 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 đó. Cái em dịch lên đó phải không? Ở dưới dưới. Không phải cái đó hả? Hồi 5 em in nè, in 5 nè. Tâm Thiện 5 bỏ bằng bên đi. Mai nằm đó. Rồi, Lê Giang Nghi lấy 3 nè. Kim Kim 3 hả? Kim Kim hết 3 rồi. Nguyễn Hoa lấy 2 nè. Hổ Hổ lấy 4 nè. Rồi, em còn 1 nữa hết rồi. À, vậy hả chị? Rồi, ok. Ok, ok, Tuyết Nhung 5 nha em ơi. Tâm Thiện 5 thôi, như còn ai còn hái không. Rồi, những người chị em không đọc tên là không có nha. Giờ em chỉ còn có 1 thôi là hết, 250. 250 cho 1, rồi để em gửi bơm lên cho. Nhân viên tên bơm gì em cũng dám bán. Còn xe 4 nha, trời ơi cái mẫu này đúng dễ thương. Xe 4, xe 5 mấy chị mẫu này. Mẫu này em xe với chị là 39 luôn. 440.000, xe 390. Xe 4 mấy chị. 45. 345. 2. 12345 mấy chị, đang bằng. 4390. 12345 390. Rất là dễ thương luôn nha. Đang bận á. Ai lấy comment giùm em. 1, 2, 3, 4, 5 390 mấy chị ơi. Chất đẹp lắm luôn mấy chị. Tình sò 390 giùm em mẫu này. Ai lấy comment nha. Hàng cao cấp cái gì? Hàng HQ. Của hãng HQ với mấy chị. 390 giùm em. Chất kho bị đẹp. Không biết mẫu gì. À, 39 xe 2 dung trần. Rồi cái đầm nặng mặt với chị 440.000 đúng dễ thương luôn á. 1, 2, 3, 4, 5 440 đầm nơ. Đơn giản thôi mấy chị, bao dễ thương luôn á. Rồi ai lấy đầm nơ comment nơ giùm em nha. 440 bao dễ thương giùm em. Nơ nơ mấy chị. Đang mặc xe 1 chú Minh Thuận ok chị. 440.000. Rồi Nguyễn Hoa là xây 2. Ủa quên. 440.
Nó rất là nhiều chị hỏi luôn. 1, 2, 3, 4, 5 đó chị. Đẹp lắm luôn á chị ơi. Cái chất đẹp sình sò. Rồi Tuyết Nhung là xây 5 luôn. Tuyết Nhung 5 luôn. Bảo An là 7, 75 kg luôn. Đầm bao, bao đẹp. Bốn rồi chị, bây giờ còn à, còn 2, 3, 2, 3, 5 hết 4 rồi chị, xong phút hết 58 luôn. Còn C2, C3, C5 chị ơi. Giờ em hết trơn rồi, đầm này em còn 2, 3 nữa chị, 430 thôi. Double rì bao sang luôn C2, C3 là hết. C2 và C3 thôi mấy chị. Ai lấy đang mặc comment. C2 và C3 nha. Bao đẹp luôn. C2, C3 mấy chị ơi. Ai lấy comment giùm em. 43 thôi mấy chị. Trời ơi, cái này mấy chị mặc sang lắm. Em còn 2 và 3 nha. 430. Hơi đẹp. Đầm nơ phơm rộng không dây phơm, phơm rộng chị. Nó không có ôm mà là phơm rộng. Rồi cái áo đang mặc dễ thương mấy chị. 50-75 kg gì mặc cũng vừa hết trơn. Áo này em vừa bán vừa tặng cho mình luôn nha, 130 ngàn. Dễ thương không? Cho nó co giãn. 50-75 mặc được, 130. Chị nhận đồ rồi, trên cả tuyệt vời chị Lê Vân. Ok chị, cảm ơn chị. Em còn mấy cái tím thôi chị, tím với trắng 130. Rồi nơi cho lon ốc em ơi. 43. Rất đẹp luôn á. Dễ thương, cái này dễ thương mấy chị, 130 thôi. Cực kỳ đẹp, nhận hàng không đẹp không lấy tiền. Nguyễn Hà Nguyễn Hoa lấy áo 130. Thương không? Màu tím với màu trắng á chị, tím với trắng. Thí dụ chị nào thích mặc vậy thì nào, còn không thích thì mặc. Như vậy cũng ok, cũng dễ thương lắm. Tăng Ngọc Thủy lấy tím luôn. 130 còn không thích thì chị thích đơn giản thôi, chị mặc như vậy cũng dễ thương nha. 130 ngàn mấy chị yêu. Áo 130 siêu cân mấy chị. Một tím một trắng rồi. Tím trắng rồi hổ. Rồi, Tuyết Kiều nè. Tím nè. 75 chị Tâm Thiện ơi. Không, cái này nè, 80 kg mặc cũng vừa, tại coi dễ. Tâm Thiện lấy tím. Có 130 rồi mấy chị. Đẹp. Nguyên cái chết. Bao rẻ luôn á. Rồi ai lấy áo comment nha. Rồi cái hàng này xịn lắm luôn mấy chị ơi. Cái đồng tiền đó, 130 ngàn thôi. Ai lấy đang mặc comment. Rồi, chị My Lần lấy tím luôn, 130 luôn, ok chết. Hết tím rồi, chị My đi qua. Còn trắng thôi à. Chị My Lần lấy rồi mà. À, vậy My đi qua có tím, ok chị. My đi qua có tím. Này, cái đầm này dễ thương rồi. Đầm này lấy chị 43 thôi. Trời ơi, cái đầm này khách em mặc sang lắm luôn. Em mặc cực sang đi mà em không có đăng hình thôi đó chị.
con hình sợ khách ngại. Đẹp cực kỳ luôn á chị ơi. 430 size 2. Size 2. Em còn 2 nè, 2 với 4 mấy chị. Size 2, size 3, size 4. Rồi. 430 còn 234. Bao đẹp luôn á. Size 2 34. Ai lấy comment. 430.000 nè. Rồi. À, Thư Thư Nguyễn ơi, chị bao nhiêu ký? Nguyễn Hoa nè, size 2. Size 4 đưa cho em thấy luôn. Rồi Thư Nguyễn là 60 ký đâu lại đúng không chị? Hay sao? Rồi em còn 23 nữa hết nha. Lê Vân là 65 có nè. Lê Vân 65. 60 cho Thư Nguyễn nha. Ok chị. 33. Tân Ngọc Thủy 70 kg. Rồi em lấy chị size 2 á. Tân Ngọc Thủy có luôn, ok chị. Áo trắng 130 cho Tiên Tiên, ok chị. Ủa, Tiên Tiên là quen gì? Liêu không phải. Tưởng là thành phố chứ. Rồi mấy chị ơi, cái đầm này em còn size 1, em sale 250. Cái đầm bi thì dễ thương không? Size 1, 250. Chị Thư Lê lấy rồi không? Lê Vân. Thư Lê 65 em ơi. Rồi, làm luôn. Đầm em đang mặc còn L với 1, với 4 mấy chị, sale 250. L 1, 2, 4, 250 ngàn. L 1, 2 và 4, 250. Ai lấy comment giùm em. 250 ngàn mấy chị ơi. Bao dễ thương luôn. 250 bao đẹp. Anh là 124 mấy chị. Mấy cái xe vẽ cho 250 nha. Dễ thương không mấy chị? 410 mấy chị ơi. Em có cho mình 50. Đó 75. Cổ đính đá. 410.000. Ai lấy comment có sai nha. 50 đến 75 kg 410. Đơn giản mà rất là sang luôn mấy chị. Cảm ơn năm ạ. 410.000. Ai lấy comment ha. Chết. 410 rồi nghe. Rồi chị Hoa Nguyễn nè, 410 nè. Món này mình sang lắm. Lấy comment mấy chị. Rồi cái đầm xích ly nè mấy chị. Màu đỏ đẹp không? 450 mấy chị. Beauty White xảo tím. Xe 1 450. Xe 1 mấy chị ơi. 1 với 4 nè mấy chị. 1, 4, 5. 1, 4, 5 nha. 450 còn mấy cái hết. Hàng viết giùm em. Một xe 4 xe 5 450. À Thư Nguyễn 410 lấy cái 410 phải không? Chị Lo Nguyễn 410. À, Thư Nguyễn 70 kg 410 luôn. Đang mặc 450 mấy chị. 450 giùm em. 1 1 4 với 5 là hết nè. 450 đó chứ. Cái mẫu này mặc thôi bị sang luôn.
Noel Tết nhức nách mẫu này. Ai lấy comment thì nghe nha. Cái này có số 2 không ta? Cái 1 số 4 số 5 nữa chị ơi, không có 2. Hiểu Nguyễn lấy 4 số 10 số 65. 410 65 cho Hiểu Nguyễn nè. Chê chị. Cái này hết 2 chị không còn. Rồi cái đầm, cái đầm hoa, hoa Chanel này đẹp luôn á chị. Đầm đỏ hết 3 luôn rồi chị, không còn 3. Cái hoa Chanel còn size 2. Đầm này em sale với chị 400 ngàn luôn. Em còn 2-3. Size 2, size 3 thôi. Cái hoa Chanel size 400 còn 2-3. 450 size 400, còn size 2, size 3 với chị. 2-2-3 còn bao nhiêu em nha. Hai và ba mới chết. Xinh đẹp luôn á. Size 2 và size 3 giùm em. Bốn trăm mấy chị. Cái này em còn L và 4. Em theo 250 luôn. L với 4 mấy chị ơi, 250. L với 4 x 250 giùm em. Đau nảy luôn mới chết. Mắc vài áo quá. Tối nay mấy chị không thích đầm hả? Không thích đầm em qua áo nha. Lấy 4. Chị ủng hộ lấy 4. Còn anh L với 4, 2 rưỡi. Lên áo khoác hả? Rồi mấy chị ơi, cái này 1 dùm em luôn. Nó không thông báo luôn rồi. Cái đầm này xe 1 65 cho lon phẳng, không có vừa. Cái đó là 4 ít lần. Lai bộ, bộ thu. Bộ thun hả chị? Bộ cao cấp phải không? Bộ thun cao cấp đúng không? Rồi cái đầm bi này dễ thương, mấy chị em xe cho 34 thôi. 340, xe 1, xe 2. 1, 2, 3, 4, 5. 420, xe 34 cho mình luôn cho hết. 3, 4 nè. 3, 4. Để em coi còn 5 không nè. 1, 2, 4 à. Xe 340 áo lẻ không? Rồi em lên mẫu đồ nó quá lẻ. Coi đứa nào rồi đó không? Đứa nào thấy? Đứa nào thấy mình không thấy được mẫu áo này. Xem áo cho mấy chị đi. Vậy thôi đi, đi qua này nào thôi. Thấy áo ra giùm. Bên xe 434 cho chị nữa. Nè em thấy áo rồi. Mấy cáo. Mấy cáo này. Mấy cáo này nè. Đây này nè. Thấy lên nè. Áo quy nè. Thấy quy ra luôn. Dạy đi. Rồi đang mặc nè. Nguyễn Loan lấy 4 ít. Ok chị ơi. Hoa Nguyễn lấy 2. Ok chị ơi. Bích Phương Bi 4 mua giùm. Ok chị. Chúng ta còn là 2 3 4 3 trăm 4. Nguyễn Loan chốt rồi đúng không em? Dạ rồi.
cho nó hết phòng rộng cho mấy chị dễ mua. Rồi lên mặc một mẫu, tam nữa đem qua cho mấy chị nè. Cái này mà đúng dễ thương luôn mấy chị, 50 57 2 kg em có sai. Đầm đầm này giá 390 mấy chị, đầm đỏ 50 đến 72, 390. Rồi ai lấy đầm comment đầm giùm em nha, 390 mấy chị ơi, đầm cực kỳ đẹp luôn nha em cả, 39 39 đầm. Làm cho mỹ hạnh nhân, ok chị, 39. Trang Nguyễn 70 kg phải không? Trang Nguyễn 390. Rồi em lai áo đỏ em chị mặc mua lên luôn à. Thì trường bán 250 240 mấy chị, em bán cho mấy chị mẫu này, em bán cho mấy chị 225 55 75 kg, len cao cấp 220. Mấy chị bữa mua về nhận hàng chất quá đẹp hỏi nè, 55 80 kg nha, 220.000 đỏ, đỏ gu xì cho Tiger Nguyễn nè, 39. Rồi áo đi mấy chị, thêm ở trong đi, áo đang mặc 220 mấy chị, đẹp xuất sắc giùm em luôn á, ai lấy comment áo nha, 220 màu đỏ, khối quần jean nữa chị, khối quần jean đồ đẹp lắm. Rồi đỏ 220 cho Mỹ Hạnh Nhân nè, Lê Gia Nghi nè, Hoa Nguyễn nè, đẹp lắm luôn quý chị, hàng nhập á, hàng mặc bao mát mịn, chất này không có nóng nha mấy chị nha, hàng xịn á, không có nóng đâu, về được bữa em về được mấy trăm áo, giờ còn có 100, chưa được 100 nữa hết, 500-600 áo, ai nhận cũng khen đẹp hết trơn mấy chị, để ở trong bữa giờ không có lôi ra được. 220 mấy chị ơi, màu đỏ giùm em nha, 220 giùm em. Luôn 55 80 kg. Rồi 220 nâu này luôn, ai lấy comment mã số 2 giùm em nè, mã 2 nâu với chị, trời ơi, đẹp xuất sắc, cái chất cũng nhìn là biết rồi đó, mã số 2 giùm em, 220 55 đổ lên, 80 kg đổ lại bận vừa giùm em nha, mã số 2 sọc cho mấy chị, 220.000 mã 2, có quần riêng nào đẹp lắm, áo sọc nha mấy chị ơi, 220 mã 2 sọc chị em cái nha, 220 bông tím mấy chị, tím bao sang luôn, tím nha mấy chị, đẹp xịn sò, 220 luôn, ai lấy tiếp comment tiếp giùm em nha. Tiếp tiếp mấy chị ơi, tiếp đẹp, cái này à đính đá luôn mấy chị, sọc em chốt là Thái Nguyễn nha, ok chị, Thái Nguyễn sọc tiếp 220 rồi, ok được rồi. Cái tiếp đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi cái áo này em còn cam với hồng mấy chị, tím chứ là Tăng Ngọc Thủy, ok chị, cam hồng, tím em chốt chân Nhi Nhi, ok chị. Rồi cái áo em đang mặc còn cam với hồng,
đẹp xuất sắc luôn. Cam với hồng 220. Rồi ai lấy cam hồng cùng anh cam hồng giùm em. Trời cái sắc của nó là chị thấy không? Nó đẹp xuất sắc mịn màng luôn. Rồi ai lấy cam cùng anh cam, lấy hồng cùng anh hồng giùm em. Nó cực kỳ đẹp, cam hồng. À, Phạm Thị Dương lấy cam, ok chị. Rồi cái áo này, áo Âu tay dài 50-75kg, sale 150. 50-75, 150 ngàn. Ai lấy comment giùm em. 50-75, 150. Còn mấy cái 150 ngàn. 150, 150, 150 ngàn mấy chị, Âu tay dài 150, Lê Nhân Y 150, ok chị. Cái áo vàng em còn đúng một cái nha mấy chị. Vàng len 150 cho Lê Vân, ok chị. 150 cho Hoa Nguyễn, ok. Vàng này em còn 220. Tím, tím cho Hồng Lê. Tím là 22 nha chị ơi. Rồi Thu Vân Nguyễn lấy cái áo hồng em ơi. Thu Vân Nguyễn áo hồng nè. Rồi 150 cho Hà Tiền, ok chị. 150 cho Tân Ngọc Thủy, ok chị. Rồi vàng nữa mấy chị, vàng 22. Ai lấy vàng thì manh vàng giùm em. 220 vàng. Vàng cho chị Hoa Nguyễn luôn, ok chị hết. Con cái vàng một duy nhất hết. Rồi màu đỏ đi mấy chị. Đỏ đi mặt đẹp lắm luôn. Đỏ 22. Ai lấy đỏ comment đỏ giùm em. Ok chị Liễu đem cho cô tiếp. Đỏ đẹp cực kỳ luôn. Đỏ đô với đỏ tươi hai màu. Còn mấy trái nữa hết chị ơi. Đỏ đô này, đỏ tươi nè. 220, 55, 80kg mặt dừa giùm em. Đỏ tươi nè, đỏ đô đang bận nha. 220, chất mặt đẹp lắm luôn mấy chị. Không đẹp, không lấy tiền giùm em nha. Rồi đỏ đô cho Thác Ngọc nè, ok chị. Tím ngắn không em? Không. Trời ơi, áo này mặc mát sướng lắm chị ơi. Chắc phụng thò. Tím em lấy chị rồi, chị Hồng Lê nè, tím nè. Đẹp lắm. Đỏ em chứa cho Mỹ Hạnh Nhân nè. Nhân lấy đỏ đô phải không? Áo này không có bo đâu chị. Nè cái hàng của nó vậy nè. Đẹp lắm luôn chị ơi, không có bo đâu. Không có bo ôm đâu. Rồi tím em còn cái nè chị. Tím còn cái 220. Rồi chỉ đỏ thôi. Ai lấy đỏ comment đỏ rồi nha. Nè cá này còn màu bò nữa nè. Cá này em có bò luôn nè. Màu bò, màu bò màu xanh. Cá hoa nè em còn bò. Đỏ đô Hà Tiền hết rồi, em còn đỏ tươi. Bò xanh với đen nè mấy chị. Màu xanh đẹp lắm, xanh của vịt. Màu xanh của vịt rất đẹp luôn. 220 nè. Nè xanh của vịt đẹp chưa. Rồi màu đen luôn mấy chị. Màu nâu chứ, cái này là nâu. Nâu luôn mấy chị. Ai lấy nâu comment nâu giùm em nha. Rồi xanh em trước chưa. Chị Phát Ngọc lấy xanh ok chị. Này chị vừa chị Phát Học mua rồi phải không chị? Quá trời đẹp đúng không chết. Cái chất mặt sướng lắm mấy chị ơi. Mẹ em bán bao giá, người ta bán 24 không mấy chị? 24 hay nữ. Bán cho chị hơi bị rẻ luôn. Em có cam cho mấy chị nè. Hoa Nguyễn lấy xanh luôn, ok chị. Em có cam luôn. Bao đẹp luôn. Cái đỏ tươi 73. Mũi bụi lấy đỏ tươi em. Rồi Phát Ngọc đổi màu bò ha, ok chị. Phát Ngọc đổi bò, ok. Hồng Lê lấy vàng bò. Bữa mua rồi đẹp, dạ đúng rồi. Bữa đẹp xuất sắc mấy chị nên yên tâm. Rồi em có cam, có nâu luôn mấy chị. Cam nâu với xanh đó. Rồi ai lấy comment giùm em ha.
tháo này em bao đẹp cho mấy chị luôn. Su su tròn, nói với em nghe chị ơi, nói em nghe, chị lấy cái gì vậy? Có bộ thể thao không? Hôm qua em like quá trời chị, mấy chị cũng vô mua. Qua em like quá trời quá đất. Ngày cái apple này em còn cái nữa chị. Cái táo này em còn cái sọc cam. Một cái duy nhất sọc cam. Một cái duy nhất sọc cam siêu đẹp luôn. Ai lấy sọc cam cùng anh một cái. Sọc cam còn cái. Sọc vàng em còn cái nữa nè. Ngày vàng em còn cái nè. Trời ơi, cái chất đẹp lắm luôn. Vàng còn cái nữa. 220. Vàng cho Mỹ Hạnh Nhân. Đó, cái này nó sang chứ chị, màu hồng. Cái chất cực kỳ đẹp luôn. Hồng mấy chị. Hồng với đỏ đô. Với một cái đỏ tươi với cam. Cá quá trời đẹp luôn. Hàng xịn đó mấy chị. Hồng nha. Đỏ đô còn hai cái. Đỏ đô còn hai cái. Rồi đỏ tươi còn một cái. Của khách xã mới còn nè. 220 với chị. Hồng cho chị Lê Giang Nghi, ok chị nè. Xuất sắc đẹp luôn á. Rồi màu cam luôn á chị. Cam luôn. Khá quá trời đẹp. Cam mấy chị ơi, hàng nhập đó mấy chị. Hồng cho Lê Giang Huy. Hà Tiền lấy hồng luôn, ok chị. Hồng cho Phát Ngọc luôn, ok chị. Đỏ đô nè mấy chị. Đỏ đô dùm em, rất đẹp luôn. Đỏ đô đỏ tươi. Đỏ tươi còn đúng cái một duy nhất. Đô với tươi với cam. Cam nữa chị. Rồi còn ba màu. Với hồng nữa nha, bốn màu. Ai lấy comment giùm em. Sao đẹp luôn. Rồi cái này hôm qua chị Nguyễn Út lấy rồi mà. Giá 220 chị Thư ơi. Rồi cáo này 50 đến 70 với chị, 300 còn cái. 50 70 còn cái 300 ngàn. Rất đẹp luôn. Em chốt cho Phát Ngọc 75 vừa. Chị Lê Vân lấy chị cái hồng 75 ha. Vừa nha chị. Áo đẹp lắm chị ơi. Cái hồng đẹp xuất sắc. Rồi cái áo Âu đi mấy chị. Âu là 85kg lại mặt. Thích mặt rộng rãi 55-85. Xeo cho mấy chị là 190 thôi. Em còn xanh với đỏ 190. Xanh với đỏ với cam 190. Đỏ 300 hết này. Mua cho mẹ vừa chị, đẹp lắm, yên tâm đi. Rồi à, xanh nè mấy chị, đỏ với cam 190, áo Âu. Còn mấy cái bán rẻ cho mấy chị bận luôn. Áo Âu hôm dài 190 ngàn. Đỡ đô đi Duy 22 giờ hơn. Ok chị, đỡ đô 220. Cái bộ đó hôm qua em thấy chị lấy rồi mà chị Nguyễn Út. Rồi. Ai lấy em đang mặc comment nha. Lấy nữa, lấy thêm nữa hả?
đã 300 hết rồi mấy chị ơi. Đồ cá này hơi bị rẻ luôn, 190 có chị rẻ luôn. Em có màu trắng nha, áo phân dài nha, 190 luôn. Lấy cọc 190 thì mình cá. Rồi cá này mấy chị, em còn cho mình là size 3 với size 4. Em size cho mấy trăm, mấy chị 150 hả? Ừ. Đó 190 khả hơn. Ok chị. Đang mặc 3 với 4 mấy chị, sale cho mấy chị là 150 luôn. Bao đẹp luôn, trắng em chốt cho chị Hoa Nguyễn trắng. 190. Đang mặc size 3 size 4 mấy chị 150 nha. 3 với 4 150. Ai lấy comment 150 giùm em cái. Trời ơi siêu rẻ luôn mấy chị ơi. 150.000 mấy chế ơi. Đang mặc giùm em size 3 và size 4 thôi nha, 150. Đang mặc nhiêu ký em? Size 4 75 đổ lại chị ơi. Size 4 150 cho Hồng Lê. Này vừa bán gì chị ơn luôn mấy chị. 70 ký cho Tân Ngọc Thủy. Biên Trần 150 luôn. Ok chị, bao rẻ luôn á, 150.000 luôn. Tặng lên luôn, xe 4 luôn, 150 luôn. Rồi mấy chị, cái đầm sọc này đẹp lắm. Rồi, xe 3 cho chị Châu Nguyễn, rồi ok, hết. Cái đầm sọc này em sáng cho chị 190 luôn. Cái này là cao rồi máu phân dài, ngắn thì làm đầm nha, rất là đẹp. 190, 55, 80kg mặt 190. Cái 190 đó chị, à 190 là 75kg lại mặt vừa. Ủa 85 đủ lại mặt vừa cái nãy. Rồi, cái sọc nè, Yến Lê lấy cái gì chị? Yến Lê lấy sọc hay gì? Hoa Nguyễn lấy sọc nè. 190. Tâm Thiện sọc nè, cầm đồ hoa sọc nè. 190.000 đó chị ơi, bao rẻ luôn. Em bán xe cho mấy chị cho hết. Yến Lê, cái đen hồi nãy là hết rồi nha chị. Bây giờ em chỉ còn sọc thôi nè. 190.000 sọc giùm em. Tân Ngọc Thủy sọc nè. Cái áo đen là hết rồi. À quên nữa, cái áo 300 còn bò nè chị. Áo 300 còn bò với đỏ, chị nào hỏi nè. 350 đến 70kg mà còn bò với đỏ 300, nãy chị nào hỏi 300 nè. Còn này mấy chị đẹp nhất lắm. Cá này lên form đẹp lắm. 70, 50 đến 70 mặc được. Em còn đúng một cái đỏ với hai cái bò hết. 300 cho Hằng Nguyễn ha. Lấy bò phải không chị? Khách xã mới còn mấy chị. Rồi có đỏ đây nè, còn cái đỏ. Hai đỏ lấy đỏ nè. Hằng Nguyễn lấy bò ok chị. Ai lấy comment nha. À đỏ chứ Tiger Nguyễn nè. Rồi cái chất nè mấy chị. Rồi em còn cái bò nữa. Chị nào thích mặc ôm ôm 75kg mặc cũng vừa nữa. Cái chất nó rất là đẹp. Cái này nó giống giống tại cho mình không thấy bụng luôn á. Rồi em còn cái 300 mà bò nữa em hết. Ai lấy bò comment bò giùm em cái. Đó. Rồi cái áo trắng này đi mấy chị, rất đẹp luôn. Em còn 50-75kg nè, theo mấy chị 70.000 luôn cho hết. 50-75 xe 70.000 hàng viết. Ai lấy comment giùm em cái. Màu hồng còn cái nè. 70. Cái chất đẹp lắm mấy chị ơi, không mua tiếc nha. Giá xe bánh bèo của mấy chị. Rồi 50-75kg. Cái áo trắng Hoa Nguyễn 70 nè. Bao rẻ luôn á mấy chị. Còn mấy cái nè. Mua đi mấy chị mát lắm, mặc mát lắm. Lớn cho Hồng Lê. Còn lớn nè. Hồng Lê còn nè. Nguyễn Loan nè. Nguyễn Loan nè. Hồng cho Châu. Châu Quỳnh nè. Cái
cái lớn này em chốt cho chị Tâm Thiện nè. Rồi còn cái trắng nè, trắng cho chị Hà Tiền nè. Rồi hết, hết dùm em nha. Rồi cái này 4 ớt em bán là 100.000. 4 ớt L 100k, 4 ớt cho chị 100.000. Còn áo ưu tiên luôn 4 ớt L 100. Rồi cái này 2 ớt 100 luôn, 2 ớt 100k luôn. Rớt 1 cái 2 ớt 100. Bao đẹp luôn nha. Cái này là bao rẻ luôn. Rồi mấy chị, cái đỏ này em còn 3 ít, em sale 100 luôn. Đỏ tay dài sale 3, sale 100.000 luôn. 2 ít 100 cho anh Võ luôn. Đỏ 3 ít 100.000. Rồi cái áo loan này dùm em luôn, 260 chị, 50 đến 70 kg mặc dùm em. Cái áo này chất mặc, mát ơi là mát. Đỏ cho Mỹ Hạnh Nhân, thích mặc ôm 75 mặc cũng vừa. Cái áo này nữa em bán cho 200k. Em có trắng nha, 260 nha, bán 200 luôn cho hết. Em có nè, lông trắng nè, màu nu nè, nu trắng dùm em là được. Rồi cái này hàng xịn đó mấy chị, 200 trắng với nu bao rẻ luôn. Đính đá, đính cái này đính hộp trâu bằng tay á, siêu dễ thương luôn. Cái chất đẹp xịn sò 200.000 mấy chế. Rồi trắng em chất Thúy Hằng nè, cô bán người chị ăn. Chị nào có mua áo này bên em biết, chất quá trời đẹp. Trắng với nâu 200 thì mấy em cái đính luôn nha, coi thơm. Áo đẹp, xuất sắc luôn. Chất bao đẹp nha. Rồi à, chị Hoa Nguyễn lấy trắng nè. Ok chị, chị Thành Nam hả? Dạ vậy hả chị. Chị Mỹ ở luôn hả chị? Không gì ạ. Định cư luôn hả? 200 tiền nữa chứ. Rồi cái này em còn xây 2 với chị, em sale cho 150 nè, 150.000 xây 2. Ối sơ mi cái quy ra sale rồi. Ok chị, ok chế. Mua đồ đấy, mua đồ để dành. Tới đó đem qua mi lình lấy trắng 200. Chú qua bệnh đồ mắc lắm á, bệnh tính bằng đô không đó. Rồi đang mặc với chị size 2, em size 150. Quy ra sale không? Rưỡi mấy chị ơi. Nè cái áo này đẹp lắm nè mấy chị. Chiều lông vừa chị. Ấm đồ em chị chưa biết em hết không hả? Đem được ít lắm không chị? 50 đến 65 đỏ 300. Đỏ nha, em có nâu nè, 65 đủ lại mấy chị mặc vừa cái áo này. Đỏ nâu với màu nâu ba màu. Trời ơi cái áo này đẹp lắm mấy chị ơi. Phối với lại quần jean đồ này nhức nách. Đỏ nâu 300 mấy chị. Cái chất đẹp lắm, 50-65kg. Em có đỏ nè, có nâu nè, rồi có nâu nè, 300 áo này. Áo sơ mi 65, Loan Phạm size 2 150. Rồi ai lấy áo em đang mặc hàng VIP nha mấy chị nha, hàng xịn đó. Đầu mùa nó 380 luôn á chị, giờ này giá còn có 300.000 đó. Bao đẹp luôn á. 300.000 em nha. Cái mẫu này cũng xinh, xinh lung linh nè. Đỏ em chết cho Ngọc Thảo nè, 300. Cái mã này thì 75 đô là mặc vừa luôn.
300 mấy chị. Cái này không có đen đỏ với nâu. Cái áo này thì 55 đổ lên nha, 75 đổ lại mặn vừa. Sơ mi hồi nãy không có 70 đâu. 55, 75 em mặc 300. Em có cho mình là đen, đen với nâu với chị. Đen nâu nè, với lại đỏ, 300 nghìn. Áo này siêu đẹp dùm em nha. Đen nâu và đỏ 300. Rồi cái chất đẹp quá trời đẹp mấy chị ơi. Chất đẹp với khách. Đen cho Phạm Thị Dương ok chị, 300 nghìn. Đỏ luôn mấy chị. Cháo này đẹp, sình sò đẹp dùm em nha. 55 đủ lên giống chị nha, 75 đủ loại mặc dùm em ha. Rồi ai lấy comment dùm em. Có 300 ngàn à mấy chị, đẹp xuất sắc. Cái này phối với là quần riêng rồi là bá cháy rồi. Áo này bữa chị nhận cái đẹp đó, đẹp xuất sắc, dạ cảm ơn chị nha. Hằng, chị Hằng Nguyễn lấy đen ok chị. Màu nâu cũng sang nữa mấy chị, nâu bao sang luôn, đỏ luôn nè, hơi bị đẹp luôn á. Rồi đỏ nâu mấy chị, đỏ nâu đen 300. Nè cái đầm này luôn mấy chị, bán mấy chị 190 luôn, dân luôn cho hết. Cái đầm à, Kenlin Kennedy 190 mấy chị, 190 thì mẹ bao xinh luôn. 190 mấy chị ơi. Chưa mai em lay quần nha mấy chị nha. Em chính đang bận quá chứ. Ai lấy comment. Huyền Lê 190 nè. Em có đen luôn nè mấy chị. Đen luôn. Đen và trắng 190. Hoa Nguyễn mấy trắng nè. 190. Rồi ai lấy đen comment đen. Cái này là vừa bán vừa tặng luôn mấy chị. Cho nó hết. Áo đỏ cho Nhung Hồng em ơi, 300. Ai lấy em đang bận comment ha. Đen cho Tăng Ngọc Thủy nè ok chị. Huyền Lê lấy cái đen luôn ok chị. Rồi anh Dương lấy trắng nha, hết đen rồi. Hết đen rồi mấy chị, còn trắng 190. Hết đen. Rồi 190 mã này em còn một cái. Anh Dương ok. Áo này, áo phối sọc. Phối sọc còn cái 190 luôn, áo. Áo phối sọc 190. Chị Linh Pha em còn trắng, em hết đen rồi. Cái đầm em còn trắng hết đen. Rồi cái này luôn, đầm nè. Đầm chữ LA. Một cái luôn, 190 luôn. LA còn cái luôn, 190 mấy chị. Hoa Nguyễn lấy cái áo 190 luôn. Rồi cái đầm LA 190 luôn. Rồi đầm ngôi sao trắng sale 170. Đầm ngôi sao Âu trắng sale 170. 160 luôn cho mấy chị luôn cho hết. Vừa bán gì chị ăn luôn. Đầm ngôi sao trắng 160. Rồi 160 ngàn dùm em. Ai lấy comment dùm em. Ngôi sao nha, đầm 160. Bán bán giá bao rẻ luôn mấy chị. Bán được dân luôn. Ok chị Hành Nam ha. Rồi Nguyễn Ngọc 160. Rồi sơ mi đi mấy chị. Sơ mi phối nó bao rì. Rất đẹp luôn, còn cái nè mấy chị. Cái này còn cái 50 đến 70 kg. 50 65 thôi. Cái này em bán cho mấy chị 170. Còn cái nha. Bao đẹp 170 giùm em. 50 65 170 sơ mi. Sọc luôn. Còn mấy cái sơ mi 26 27 không mấy chị. Giờ sale giá một bánh bèo luôn. Mẫu này luôn. Sơ mi cho chị Đỗ Lý ok chị. Mã số 2 sơ mi 170 luôn. 50 mấy chị, 50 65. Mã 270 ngàn luôn.
Ai lấy mã 2 mà, comment 2. Đầm trắng 109 cho Hà Tiền, ok chị. Vừa chị nha. Thấy chị nha. Mã số 2 sơ mi 170.000. Bao đẹp luôn á chị. Mã 2 sơ mi 170. Rồi cái áo phông dài luôn 280. Em xem mấy chị 200 luôn cho hết. Còn hai cái phông dài 200. Hà Tiền lấy chị rồi, em lấy rồi. Áo phông dài rất đẹp đúng không chị? 200 giùm em, 80kg là mặc vừa. Phông dài 200. Còn hai cái 170 cho anh Dương, áo sơ mi. Rồi áo này với chị rất đẹp luôn giùm em. Em có đen, có trắng, có đỏ. Em sale 220 cho mình luôn. 50-70kg, 220. Sơ mi mã 2 cho Châu Ngọc, ok chị. Nè, rất đẹp luôn nha. Trắng, đỏ, đen với chị. Cho chị 5 hộp body, mai chị chuyển khoản. À, kem body đúng không? Hà Ngọc với 5 hộp body, mai chuyển khoản. Rồi mã 2 cho chị Hồng Duyên áo sơ mi. Áo 220 cho Hoa Nguyễn ha. 26 với chị, sale 22 cho hết. Áo đẹp lắm luôn. Cực kỳ đẹp, mềm trắng đỏ đen ba màu. Hoa Nguyễn lấy đen ha. Rồi, cho chị ba cái ba màu luôn, Hoa Nguyễn lấy. Lấy trắng lấy đỏ luôn. 220 một áo luôn cho hết. Áo này bao đẹp đó chị ơi. Thích mặc ơi là 75kg mặc cũng được quá chị, cái chất đẹp lắm. Đá là đá đính bằng tay á. Đính đá bằng tay giùm em 220. Ai lấy comment 220 giùm em. Mai gửi liền cho chị nhé, ok chị ơi, mai em gửi. Rồi. Ai lấy áo comment áo giùm em. 220. Ai có được hũ kem body đi chị ơi. Chị sale cho mấy chị 200.000 luôn. Đỏ cho chị Huỳnh Hiền nha. Kệ đây nè, đây nè. Kem body của Hàn Quốc với chị hàng công ty á, mà em không? Em sale cho mấy chị 200 luôn cho hết. Em bán mỹ phẩm không được chị ơi. Em bán đồ rất quen rồi. Em lười like cái vụ mỹ phẩm lắm. Mà nó cái chất nó thấm thấu á. Sướng lắm mấy chị. Em 250 nha, em sale 200.000. Nói chị sức lên nó thẩm thấu. Nó thẩm thấu liền luôn á. Mà nó thơm lắm luôn á chị. Em bán cho chị 200 thôi. Này này, em bán trời ơi siêu rẻ luôn mấy chị. Kem dưỡng nha mấy chị nha. Nó có chống nắng luôn. Hàng của công ty Hàn Quốc á mấy chị. Rồi ai lấy comment. Nó rất là thơm mấy chị nha. Em sale 200 một hũ kem body. 250.000 mấy chế sale 200 luôn. Ai lấy kem thì comment kem. Kem gì mấy. Bao rẻ cho mấy chị luôn. Có ai sử dụng kem nói đi. Trời ơi cái này là em bán, em không có bán nữa đó mấy chị. Cái giá của nó không có ai bán cái giá đó đâu mấy chế. Cái giá đó là công ty nó không có cấp cho bán đâu. Rồi Thư Nguyễn hai hũ ha, ok chị. Cái hot girl nó bán còn 26 thôi. 26 thì rưỡi bằng giá cũ mấy chế nha. Em không có bán nhưng mà em bán cho mấy chị giá ưu tiên cho mấy chị. Sức. Cái chất nó thơm sành sò luôn. Rồi áo quy đi mấy chị. 55-80kg quy. 55-80kg quy đơn giản nè, bên hông nè, đẹp lắm luôn. Áo quy niệm sale cho mấy chị là 340.000 quy luôn. Ai lấy quy comment quy giùm em. Còn mấy cái đó mấy chị. 55-80kg quy 340 mấy chị. Áo quy 34. Trời ơi không ai bán quy giá này luôn mấy chị ơi. Bao rẻ luôn á mấy chế. 340 quy. Ai lấy quy comment quy giùm em. 340 340.000 mấy chị ơi. Sơ mi mã 2 cho Hằng Nguyễn 170. Ok chị. Rồi áo quy 340 mấy chị. Áo quy là 400 mấy một áo không? Cái này là chất thun nha mấy chị nha. Chất thun nha, quy 340. Còn mấy cái em bán cho hết luôn. Chị Gia Hân rồi ta. Mua cho chị. Rồi cái này em còn hai cái quy nè. Em xe cho mình 34 luôn. Quy cá mấy chị.
Mã số 2 quy 340. Áo quy nha. Cái áo quy là một cái chất mấy chị biết rồi, mặc rất là mát. Size 3 nhỏ không em? Size 3 70kg chị mặc vừa đó. Còn thích lấy size lớn hơn. Em có size lớn hơn mà. Không vừa em lấy size lớn hơn. Rồi ai lấy comment. Áo quy cá mã 2 với chị, size 3 340 luôn. Rồi cá này 450 nè mấy chị, em xe 390 quy. Quy sọc em xe 390 luôn. 55 80kg mặc vừa luôn. Áo quy sọc xe 390. Ai lấy comment. 390 mấy chị. Quy sọc 450 xe 39. Ai lấy quy sọc mà không quy sọc cá. Coi bị rẻ luôn mấy chị. Sọc 390 nha. Size 3 em mẫu trước bông. Rồi da hân mẫu trước bông ok. Sọc ông chứa chút phương 390. Áo quy. Sọc em có sọc vàng, sọc trắng với sọc vàng 39. Sọc trắng sọc vàng 390. Ai lấy comment. Vàng luôn chị, vàng với trắng 390 giùm em. Cực kỳ rẻ mà đẹp luôn, quy không ai giá này đâu mấy chị. Rồi lên quy nè mấy chị. Lên quy này 500. Em xe 450. Lên quy 500 xe 450. Cực kỳ đẹp luôn. Len quy thì 75 đủ loại mặt thôi nha. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn á chị. Áo mã 1 cái đầu tiên. Lê Thị Tức Anh mã 1 cái đầu tiên ok. Sọc vàng cho Gia Hân luôn. Ok chị. Gia Hân sọc vàng 390. Len quy 450 đang bật. 450.000. Em có bông vàng bông trắng à. Bông vàng với bông trắng 450 luôn. Lê Quang lấy len ri nè. 450 nè. Rồi bông trắng luôn, còn cái luôn, 450 luôn. Bông trắng 450. Bông vàng 450 luôn. Quần quy còn sọc vàng nữa chị. Quần quy còn sọc vàng sọc trắng. Mua về với chị mặc thành bộ cái áo vàng này luôn, sọc vàng luôn. Quần quy thì 500 mấy á, em bán cho mấy chị là 450 luôn. 450 vàng, em chốt trong Huyền Huyền nha. Rồi, em còn có cái bông trắng là chị Hoa ơi. Cái hết em còn bông trắng à. Bông trắng chứ cho Nguyễn Thị Trang, rồi ok. Rồi quần quy nè, 450 mấy chị. Trời ơi, quần quy giờ cao, giá cao lắm á, quần quy giờ tới 500 mấy một cái. Rồi em còn sọc trắng nha. Sọc trắng quần quy 450. Coi cái áo quy 450, áo quy 450 hết rồi chị. Quần quy sọc trắng, sọc vàng 450 xeo. Còn ai lấy quần quy Quỳnh Minh. Quần quy sọc trắng cho chị Tiết Kiều ok chị. Trắng với vàng 450 quần. Rồi áo quy nữa chị. Áo quy này xe 340. Áo quy 340.000. Ba trăm bốn mươi áo quy, 55-80kg áo quy. Áo quy là mã số mấy em? Mã 4 à? Mã 4 giùm em áo quy mấy chị. Quần sọc vàng cho Lâm Thị, ok chị. Áo quy mã 4, 340. 340 nha. Có mấy mẫu em hết rồi. Rồi áo quy mã 5. Áo quy mã 5, 340. Áo quy mã 5 mấy chị, 34. Áo quy mã 5. 340.000 quy 5. Ai thích nào lấy đó nè. 340.000 quy 6.
340 áo quy mã 6. Ừ, mát lắm luôn. 340 áo quy mã 6 đó chị ơi. Rồi mã 5 cho mèo thêm em ơi. Rồi mã 7 luôn á chị. Mã 7 rất đẹp luôn. Mã 7 nha, hoa xanh. Hoa xanh trắng mã 7. 340. 340. Hay lấy comment. Trời, cái mã 7 này đẹp quá trời. Mã 6 là tuyết lan. Rồi mã 7 đi mấy chị, mã 7 đẹp nè. Có 34 rồi mấy chị ơi, giá quá rẻ luôn á. Rồi cái áo quy này 450 mấy chị, em sale 400, 39 luôn đi cho hết. Quần quy còn một cái màu gì em, màu sọc trắng chị, quần quy em còn sọc trắng. Tiếp đang 70 ok chị. Đang mặc sọc 390. Ưu tiên luôn mấy chị. Còn hai cái 390. Quy sọc đang mặc 390 giùm em. Mèo thêm lấy cái quần quay em ơi, 450. Sọc mã số 2 luôn. Em bán cho mấy chị mẫu này. Mã này em bán cho chị 390 luôn. 390 sọc mã 2 luôn. À, quần sọc trắng hết rồi, hết quần sọc rồi. Hết quần quay rồi. Rồi đang mặc đây mấy chị. 390 mã 2. Rất đẹp luôn ha. Rồi ai lấy mã 2 comment 2 giùm em. Mã 1, mã 2, 390 rồi hết quy rồi mấy chị. Hết quy nha. Sọc có 6 đồng hồng. Cái đó 75 cái mặt vừa. Rồi hai cái áo này em còn em xem với chị 29 luôn. Áo tay dài Âu 290. 390 em xem 29 luôn cho hết. Còn hãy uống hai cái chị cũng. Ai lấy cầm anh em. 290. Ôi bị đẹp mấy chứ ơi. 290 được tiền. Sọc quy 39 cho Lê Quang. Tay dài Âu 290 Mỹ Hạnh Nhân. Ok chị. Nè mấy chị cáo 22 đẹp lắm luôn. 220 bây giờ em còn màu đen. Đen với xanh đen với lại hồng. 55-80kg bận mấy chị đẹp. Xuất sắc luôn á. 220 ngàn giùm em.
áo này mẹ chơi. Rồi em có hồng luôn nữa chị, xanh đen luôn, ba màu. Áo này mua đi mấy chị mặc mát lắm. 220 giùm em cái. Xanh đen nha. Hồng với đen. Ai lấy comment. Ba màu mấy chị. Trời cái chất sờ sờ mấy chị ơi. Cái chất mặc bao mát và đẹp, 220. Hồng xanh đen. Thu Diệp Nguyễn Hoa, ba màu, ok chị. Hồng xanh với đen. Chị Năm nhận hàng rồi đi. Bữa bán nhiều lắm. Hơi bị đẹp luôn. Hồng xanh đen, ba màu. Sọc đen cho chị Tâm Thiện. Ok chị. Đen cho Tâm Thiện nè. 220 đồng. Đen và đen nha. Nè có cam nữa chị. Hồng cho Lê Quang. Hồng. Nè cái cam này đẹp luôn. Cam này thì Quỳnh Như Ký khoảng vừa 80 ký là mặt vừa nha. Nè cam nè. Len chị, len lụa, mặt mát. Không có nóng như chị, bệnh đó. Hồng xanh đen, kim chi, Nguyễn Kim Chi ok chị. Kim chi ok, ba màu. Rồi cam đang mặc. Thì mai đi, em được sẵn áo khoác, em like chị Hoa, chưa mai đi. Rồi đang mặc cam với chị. Rồi đúng hai cái cam. Cam ai lấy comment giùm em, đúng hai cái. Cái này rất đẹp luôn, xem mấy chị 130. Năm lăm tám mươi ký, 155 75 ký, 80 mặc cũng vừa luôn. Em sale 130. Cái đang mặc thì bán được dơn gì này luôn. 130.000 mấy chị. Ai lấy comment cho em 130. Bao rẻ luôn nha. 130.000 thôi. Hơi bị đẹp. 130 tiền. Chất mặt bao mát mấy chị. Rồi cái này đi mấy chị mặc hơn, mặc tốt, đẹp. Màu đỏ đỏ đẹp, xuất sắc luôn. 220. 55 80 ký, 220. Đỏ đi mấy chị. Chưa mai đi chị, quần jean chưa mai. Rồi ai lấy em đang mặc comment. Rất đẹp luôn mấy chị. 220 đỏ. Áo đang mặc nha. Đỏ mấy chị ơi, 220. Bao đẹp chị nghe một cái. Xanh này rất đẹp luôn. 220.000 giùm em. Xanh mấy chị ơi. Dễ thương không? Tùy xinh, 220 xanh. Xanh với bò, hai màu. Màu xanh với màu bò, đặng lên lấy xanh ok chị. Xanh với bò mới chết, rất đẹp. Tặng lên xanh nè. Ok. Rồi ai lấy comment xanh và bò giùm em. 220. Cam cam, cây bò.
hơi hơi cam cam nè mấy chị. 220 một áo. Cái này chất quá trời đẹp. Len chị ơi, len mịn lắm chị. Trời ơi chất len quá vàng. Hàng viết chơi. Rồi sọc giùm em nha. Sọc sọc mấy chị ơi. Thì giống cái phơm bữa chị mua đó chị, 55-80. Rồi sọc giùm em. Áo đẹp mấy chứ. Hai lấy sọc, một anh sọc. Sọc mấy chị. Sọc màu nâu. Nâu mấy chứ. Những cái áo này đẹp mấy sắc này. 50-80. Xanh cho chị Hà Tuyền. Áo đen em đang mặc 50-80 âu. Em xem mấy chị 170. Còn đúng 2 cái hết. Xanh 220. Lâm hợp lấy xanh luôn. 220. Áo đang mặc mấy chị còn đúng 2 cái sale 170. Đen nha. Đen âu 170. Đang mặc Diệp Bảo Ngọc, Di Di Nguyễn ha. Xin số điện thoại luôn đi chị. Kèm số điện thoại luôn đi. 170. Hoa Nguyễn Hới đen 170 luôn. Sọc ăn trước cho Loan Phạm 220. Rồi cái đen gấu này luôn đó chị, rất đẹp luôn, 50-80 kg. 170 đen mã 2. Hả? Hiền Lê đen 170 luôn. Rồi cái này đẹp mấy chị ơi, 50-80 gấu, 170 đen luôn. Mã 2 cho Lý Ngọc Lan, ok chị. Rồi áo này luôn rất đẹp, 50-80 luôn, 170 luôn. Hồng mấy chị. Hồng chữ Âu, bao đẹp luôn á, 170.000 Âu. Âu hồng giùm em cái. Mẫu này siêu đẹp luôn giùm em cái. Hết đen rồi chị, lấy hồng ơi chị ơi, hồng đẹp quá nè. Hồng với xám mấy chị, 170. Nó đẹp lắm. Hồng và xám, 170.000 giùm em. 80 kg nha, đổ lại bận giùm em nhé chị nha. Hồng và xám 170. Hàng sale. Ai lấy comment giùm em, hồng cho anh Dương nè. Ok chị. Hoa Nguyễn lấy hồng nè. Ok chị. Xám nè mấy chị. Thì đẹp đúng không? 170 xám giùm em. Xám bao dễ thương luôn. Xám xám mấy chị, xám mấy hồng nha. 170 cực tiền. Một cái áo gấu hàng Âu. Đẹp đúng luôn, sale 170 luôn mấy chị. Gấu Âu. Hàng VIP một màu trắng, hồng cho chị Thu Yên. Ok chị. Áo này 170 thôi mấy chế. Cực kỳ đẹp luôn cái áo. Một màu trắng hàng Âu. Sale 170. Chưa sale là 280 mấy chị. Hàng này 280. Rồi ai lấy 170 còn bên 170. Hàng tịnh sòi nha. Đúng một màu trắng. Cái chất đẹp dễ mang luôn. 170 mấy chị ơi. Trắng 170 giùm em nha. Hoa Nguyễn trắng 170. Di Di Nguyễn trắng luôn. 170. Gấu trắng cho Trần Thị Bích luôn. Ok chị. Rồi nhận hàng cái áo này không đẹp không mấy tiền.
cho cáo đỏ thì 50-70. Cái mặt 75, cái mặt vừa sale 220. Đỏ và trắng. Cáo siêu đẹp, đỏ với trắng 260 đó mấy chị. Em sale 22 luôn cho mình. Đỏ với trắng giùm em. Tết mặt màu màu cho đẹp mấy chị. Chữ bao đẹp luôn. Đỏ và trắng 220. Ai lấy đang bận comment nha. Hơi bị rẻ luôn á. Thư Quyên lấy áo 170. Ok. Hoa Nguyễn hai cái đỏ trắng 220. Áo con vịt rất dễ thương quý chị, 50-70kg vịt 170. Áo con vịt này dễ thương lắm. 50-70kg 170. Hàng cao cấp dùm em cái. Hàng eo vị á. Trời ơi, cái in nó cũng đẹp quý chị. Thôi bị dễ thương luôn. 170 dùm em. 50-70kg. Màu đen màu trắng 170. Chất đẹp nhất mắt giùm em cái. 170 mấy chế. Hai màu. Trắng em chứ cho Nguyễn Ngọc Thúy. Trắng đen giùm em cái. Rồi cái hồng gấu này hàng xịn luôn nè. Vịt trắng ở Trần Thị Bích. Hồng gấu này đúng hàng xịn luôn nữa chị, cực kỳ đẹp đúng. 50-70kg hồng 170 luôn, 75kg dừa luôn. Cá hồng này quá trời đẹp, cái chất đẹp tình sò đẹp luôn. 170 hồng. Áo này em có 4 con hết, chị lấy mã trước trắng đây. Ok, mã trước là đây, mã trước là mã gấu nha chị, gấu nha. Chị nói là 170 nè, 170 trắng là cái mã gấu nè. Còn cái mã kia là 220. Hồng cho Hoa Nguyễn nè, 170 nè. Ai lấy áo hồng gấu comment giùm em. Cái hồng gấu này bao, cái chất bao đẹp luôn á. Hàng này là 250-260 không á chị, sale có 170. Hàng VIP. Cái chất đẹp, tình sò đẹp. Rồi ai lấy hồng comment hồng giùm em ha. Gấu Âu này nè chị, hàng Âu luôn. 50-75 sale 150.000 luôn. 150.000. 50-75. Con này em sale 150. 150 mấy chị ơi, 150.000. Ai lấy 150 comment giùm em. Còn mấy con bán gì bán gì chi ơn giờ này luôn. Hàng Âu chất siêu đẹp 150. Sọc xanh nha mấy chị, đẹp lắm luôn. 170. 55-80kg sọc xanh 170. Mấy cái này chất đẹp lắm luôn mấy chị. 55-80kg 170. Ai lấy comment nha. Con vịt sọc này dễ thương nè mấy chị. 55-80kg 170 tiền cho em cái. Một bảy mươi. Ai lấy comment nha. Sọc xanh 170 Trần Thị Bích. Hoa Nguyễn luôn. Nguyễn Thị Ngọc Thúy luôn. Rồi cái áo này hơi bị rẻ luôn. Hàng 28-29. Rồi 220 với chị sọc vàng. 55-80kg sọc vàng 220. 220 giùm em. Hơi bị đẹp. Còn 3 cái luôn hả? 220.
rồi cháo hồng này dì bán gì tặng trăm bảy luôn, sọc xanh trăm bảy cho anh Dương. Ok chị ơi, rồi cái hồng này mấy chị sale cho mấy chị 170.000 mặt chơi. À, em có hồng nè, có hồng, có cam, có bò. Vàng 220 cho Nguyễn Ngọc Thúy, vàng 220 cho Hồng Lê, hồng 170 cho chị Duy Nguyễn Nguyễn. À, rồi màu cam 170 luôn, hàng vừa bán thì chị ăn luôn mẫu này, bao vẽ luôn á, 170 mấy chị. Ừ, bao đẹp, có màu bò luôn, bò 170 luôn mấy chị, bao rẻ luôn nha, bò cam hồng 170 không mua tiếc. Hồng cho chị Hồng Lê, ok chị, bao rẻ luôn mấy chị. Rồi cam nữa chị, cam bò luôn giùm em, cam bò 170 luôn. Ừ, rất đẹp luôn á. Hồng cho Lê Quang 170. Món này em chị ơn cho mình ạ. Sơ mi đi mấy chị, dễ thương cái áo sơ mi này nha. Nguyễn Ngọc Thúy lấy hồng luôn hả? Có gì? Hồng 170 luôn. Sơ mi 55, 70kg mặt mấy chị. Năm 70, em sale cho sơ mi cho mấy chị là 140, 140.000 cho mấy chị cho hết luôn. Còn mấy cái màu màu nu nè, 55, 70kg, 140, hàng cao cấp nha, sale á, 140. Rồi ai lấy comment. Rồi móp like mấy chị ơi, chưa mai lay quần cho mấy chị. Sơ mi 140.000, hàng xịn á. Móp like mấy chị. Ai lấy sơ mi còn mang sơ mi giùm em cái. Sơ mi 140. Offline mấy chị.